xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. Mỗi người dân ở đây sau khi hoàn thành cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế, trở về địa phương tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà, đều được chính quyền gắn biển thông báo, ghi rõ thời hạn cách ly biệt lập cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình. Điều đặc biệt là trong mỗi ngôi nhà như vậy, chỉ có người trở về từ vùng dịch sinh sống, toàn bộ người thân được vận động đi nơi khác, không tiếp xúc gần với người cách ly và mọi sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, vật dụng hàng ngày đều được thực hiện theo đúng quy định phòng dịch. Khi cách ly tại nhà, chỉ có người được cách ly ở trong một gia đình, không có người thân và ở riêng biệt. Trong quá trình tiếp tế cũng như là lương thực, cũng như là thức ăn cho người cách ly thì người gia đình đưa tới và cách xa, và sau đó khi đưa về rồi thì là người nhà ra lấy, người cách ly ra lấy, và đặc biệt là tuyệt đối không tiếp xúc gần một người nào xung quanh, kể cả người thân gia đình. Trên địa bàn huyện Cam Lộ hiện có hơn 300 trường hợp đang tiếp tục cách ly tại nhà. Mỗi trường hợp như vậy đều được tổ giám sát cộng đồng tại địa bàn hướng dẫn chấp hành tốt việc cách ly tại nhà, thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, các triệu chứng sức khỏe định kỳ và đột xuất, xử lý theo đúng quy định. Việc giám sát cộng đồng, cách ly riêng biệt từng cá nhân được đẩy mạnh trên địa bàn toàn huyện để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc phòng dịch. Thì mô hình cách ly riêng biệt ở xã Cam Chính thì một trong những mô hình rất là tốt rồi. Tuy nhiên các cái đơn vị khác trên địa bàn huyện cũng cần nâng cao cái ý thức để mà phòng chống dịch bệnh. Người cách ly nếu như mà không có cái gia đình riêng thì cũng nên có phòng riêng và thực hiện nghiêm túc các cái yêu cầu phòng chống dịch, cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, việc chấp hành tốt những quy định cách ly tại nhà sau thời hạn cách ly tập trung của từng cá nhân, sự linh hoạt và chủ động của từng địa phương trong giám sát cách ly là rất quan trọng, để từ những hành động nhỏ sẽ góp phần phòng chống dịch COVID-19 thành công.